Hello, Đức Vlog xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có dịp lên cho mọi người hai con quay 125i. Một con xe Thái, một con đấu Nhật nha. Con zin 100%, một con thì có dặm một hai chỗ. Con trắng thì zin 100% nha. Con đen này nó có dặm. Có dặm một hai chỗ máy zin. Con này xe Thái nha mọi người. Cùng kiếp full chức năng ha, đầy đủ hết, đèn kèn nhan này kia rồi hoạt động bình thường hết. Đó. Con này màu đen, đen thì nhìn nó mạnh mẽ hơn, dễ đi hơn, dễ vô đồ hơn, anh em vô mấy cái phụ liền hay là heo đĩa này kia nhìn nó nổi. Còn màu trắng thì nó thư sinh hơn. Em quay con màu đen trước xíu nữa em qua quay con màu trắng đó thì nó xịn hơn, vỏ theo xe zin 100% các kiểu mà đi ít. Xe cây số đi ít. Cái này bạc zin nè. Cục zin có chạy một hai chỗ ha. Ốc cái này zin theo xe. Đó, mâm zin. Niền theo xe này ha. Có cái này thay gặp vỏ mới. Ốc tán sáng đẹp nha mọi người. Đó. Áo này zin là có chạy một hai chỗ ha. Không quan trọng. Không đáng kể lắm. Báo em áo có chạy thì em báo có chạy cho anh em. Đó. Cái này nó có cái tem FI ở đây nhưng mà bị rỡ ra, bị tróc ra nha. Đó, bựng zin. Cái đời này thì nó mắc cái ống hơi rồi. Xe này đời 2011 rồi. Con này 2011 mắc ống hơi rồi nha. Rồi, gấp te bọc sơn này zin nè. Buộc zin theo xe nè. Gác chân zin chưa có đánh gì luôn nè. Đó. Dàn chân nè, ngon lành, ok. Này máy zin áo bóng loáng ha, áo này cũng còn bóng loáng ha. Nhìn thấy phản chiếu luôn nè. Mọi người nhìn thấy phía dưới luôn ha, cái đó là sáng. Niền trước sau này trùng mã nha. DB đúc nè, hồi nãy trước cũng DB đúc luôn nha. Cản zin, yên zin. Nắp xăng cũng còn khá ổn ha. Xe này không có bị xăng thối gì hết. Tem zin là 91 nè. Yên của nó đời tới 2009 là nó hết đời ha. 2011 với 2010 nó xài chung với nhau luôn. Cầm zin đùm zin nè, đùm này chưa có dặm tuốt gì là hết ha. Rồi, em quay qua bên đây nè. Đó, ra ngoài nắng chứ là nó bóng loáng vậy nha mọi người. Phục zin heo dầu zin, ốc tán này zin nha mọi người. Đó. Đầu bò zin sáng đẹp ha. Nói chung cũng còn tương đối lắm. Rồi lóc zin. Càng thắng này càng thắng zin nha, càng thắng zin. Đó, ốc tán lò xo này kia gác chân. Tem đồ sườn, tem sườn, tem gấp này kia còn đầy đủ. Gấp này zin chưa có dặm bắn gì hết nha, zin 100%. Nó máy zin luôn. Cản zin. Đồng hồ này mặt đồng hồ còn sáng đẹp thôi. Bình nó hơi yếu nha mọi người. Máy đang nổ nha. Cái đời này thì nó bô đen nè. Bô đen. Cái máy thì em rất thích luôn, thì thầm mùa xuân. Nó chỉ nghe cái tiếng chách chách của cái bơm xăng, cái phun xăng đó mọi người. Nó chỉ nghe cái tiếng chách chách đó thôi nha. Rồi cái máy rất là lực ha. Đây là một con. Em quay qua bên đây, con này thì nó xịn hơn. Nguyên bản zin 100% nha. Con này là xe đấu Nhật. Con này thì em chốt rồi, em chốt trên hình. Anh trai nhanh lẹ nhìn biết chắc xe, chốt trên hình ha. Mọi người nhìn xem cái chó đèn đó nè. Bóng loáng ghê không? Nó như cái chó mới luôn, đúng không? Bóng đèn cũng còn trong luôn. Ốc tán này zin 100% nè. Càng thắng bao tay gục gù nè, kể cả con ốc này còn màu gam xanh lính luôn này nè. Đó. Buộc zin nè. Buộc zin 100% không bắn dặm nè, heo dầu. Cái này là tháng 7 năm 2011 nè, con này cuối đời luôn nha. Đó, tháng 7 năm 2011. 3B 3A 11. Vỏ theo xe luôn nha mọi người. Đây nè.
từ 36 năm 2011, vỏ theo xe. Cái gai này là cái gai của 2010 ha. Gai đời trước thì nó là gai nhỏ giống như cái gai bên đó đó. Gai bên đó là gai nhỏ, gai đời trước, còn gai bản cầu lớn này là đời cao ha. Này là phục zin luôn nè, phết mực này còn đầy đủ luôn nè, mọi người thấy không? Này là IB đúp nha, đời này. IB đúp. Đồ bò này sáng đẹp luôn nè. Cổ bô này chưa có sơn lại luôn nha. Cổ bô này là zin 100% luôn á. Chỉ có dính đất thôi. Chà rửa sơ sơ thôi. Mặt nạ zin, áo này là nguyên con luôn, không có dặn. Không có dặm bắn chỗ nào hết và không có một vết chạy luôn. Kể mã miếng cao su này vẫn chưa, ni lông này vẫn chưa bóc ra nha. Đây là mới có phần đầu thôi mà nhìn nó phê vậy nha mọi người. Heo dầu cực kỳ đẹp luôn ha. Ốc tán này zin 100% nha. Nè, lóc zin nè. Càng thắng càng số gì chưa có dấu hiệu mòn gì hết trơn nha. Giò đạp này còn phết luôn nè mọi người. Phết mực nè. Sườn gấp này, ốc tán nè. Ốc tán zin 100% không thay thế nha. Đó. Ốc lóc mái nó còn 7 màu cái gì nè mọi người. Phết mực còn đầy đủ luôn ha. Đây. Tem gấp tem sườn này còn luôn nè. Tem sườn còn tem gấp thì nó tróc rồi, chứ bắt nướng bắn nước mạnh quá. Sơn này còn luôn nè. Ốc tán thì sáng đẹp nè. Áo này không một vết trầy luôn nha. Được cái màu trắng nữa rất là hút khách nha mọi người. Hai chìa luôn. Hai chìa hai kính đầy đủ. Q119, Q119 ha. Cái chìa nó không có mòn luôn nha. Mặt đồng hồ này cực kỳ sáng đẹp luôn nha mọi người. Đó. Ngon lành cành đào ha, cùng cái chữ nghĩa full chức năng còn đỏ luôn. Dấu chấm này kia còn đầy đủ hết ha. Cái tem này nó hơi mờ mờ xíu ha. Tem này thì đầy đủ, tem electric này rồi đầy đủ luôn nè. Khởi động điện ha. Mở yên cốc cốc luôn nha. Hai kính nè. Yên này 2011 nó vẫn để là 2009 là hết rồi. Tại vì nó sản xuất tới năm đó, nó xài chung cho những năm sau luôn. Nắp xăng đẹp. Còn chấm phết thì đủ luôn nha. Đây. Thùng xăng rất là đẹp. Thùng xăng rất là đẹp ha. Nó chưa có bị oxy hóa, nó ra màu đen rồi này kia ha. Nó vẫn còn nguyên bản, nó có bị trầy trụa nhiều ha. Hộp xăng thì chưa ok hết. Đặc biệt cái máy rất là chất nha mọi người. Yên zin, form zin này không có bị lúng xẹp gì hết. Rồi đùm đẹp ha, đùm keo còn đầy đủ ha. Cái cam mây này kia là còn full luôn. Gấp này zin nguyên bản không có bị mè gì chút xíu nào luôn, không chống được sơn luôn. Cành đẹp 7 màu. Để bên đây nha. Con này chỉ có phê thôi mọi người. Lóc zin nè. Cái phần máy, cái nước nhôm của nó mọi người xem nè. Còn trong còn keo lắm nha. Đó, hồng xăng này kia là còn sáng giới luôn. Mấy cái tem này vẫn chưa hết cái keo đi lông luôn nè. Xe Nhật thì nó có thêm cái tem này, nhưng mà cái chất lượng xe Nhật thì mọi người nó sẽ khác hơn nha. Đây chân cột còn keo còn 7 màu, bán đều xe hết luôn. Đó. Sơn nhôm dễ zin theo xe luôn nha. Kể cả cái dấu chấm phết của cái gác chân giữa này vẫn còn luôn nè. Giờ đạp zin nguyên bản luôn. Bắn dặm một chỗ nào hết, cho su nguyên luôn. Ổ máy khác. Máy rất là êm nha mọi người. Con quay 125i. Hai con mẫu 2011 hết ha. Nguyên bản zin 100%. Mọi người quan tâm thì có thể liên hệ em. Số điện thoại em để bên góc trái màn hình. Cộng 855 978 685 678. Anh em nào muốn áp Zalo thì cứ quét cái mã QR đó ha. Em hỗ trợ anh em mình ship toàn quốc, giấy tờ thì anh em mình tự lo nha. Em là Chi Vi Đức, chuyên về cái dòng xe cam, xe nội địa Nhật.
sơ thái. Mọi người có quan tâm thì có thể liên hệ và đăng ký kênh của em ha, cho em một follow và một like để em có nhiều động lực hơn lên nhiều xe cho anh em nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người sức khỏe, công việc hiệu quả, làm ăn phát tài nha. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.